Rồi, trạng bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 5 tháng 10 thì có một số cây hải châu và trà Phục Kiến giao lưu anh em. Rồi, mã số 1, một cây trà Phục Kiến nhé, cây thành phẩm nhưng mà anh em cây rất to, cây một cốt hai thân nha. Cây đang cho quả rất nhiều, cây cốt to, cây đang cho trái quả rất nhiều nha mấy anh em. Cây này bộ đứa trái rất to vô đây nha. Rồi em đo cái quanh nè, tổng hai thân là 37, còn quanh đây là một thân là rất to nha. Quanh 37, chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 95 nha. Tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 1m25, cây rất to nha, tàn rất rộng. Quay tổng thể cho anh em xem nha, cây tàn rất rộng nha mấy anh em. Thân collect chi tàn rất già nha, nuôi cây lâu nên là tàn nó bên ngọn tay cái nha mấy anh em, nhánh bên ngọn tay cái hết, dù đi nhánh bên ngọn chân cái luôn nha, rất già nha mấy anh em, cây nét lượng rất đẹp nha. Vành 37, chiều cao 95, tàn ngang 1m25, cây đang cho trái rất đẹp nha. Rồi 1.400.000 em bao ship nha, 1.400.000 bao ship mã số 1. Rồi về mã số 2, một cây hải châu chân rửa nha mấy anh em, cây chân rửa, chân rửa dáng quái nha, quái rất đẹp nha mấy anh em. Rồi em đo cái eo ngay chỗ đây là 11 nha, cái eo ngay chỗ đây là 11, chiều cao là 25, tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 30 nha. Cây chân rửa quái nha mấy anh em, chân rửa quái nhìn nè, giống như một con quạt đang nem phanh lại và ngắt đều lên nha mấy anh em. Rồi 600.000 em bao ship mẹ số 2, hải châu sông cầu dòng lá nhỏ đẹp nha, 600.000 em bao ship mẹ số 2. Rồi về mẹ số 3, một cây hải châu lá nhỏ sông cầu nha, cây này cốt đớ là một cục luôn nha mấy anh em, một cục luôn, cây không bỡ bọng gì hết, một cục đặc nha, một cốt ba thân. Cây này cũng ấm tàn nha, anh em nuôi thời gian nữa là cây rất đẹp nha. U cục này nha mấy anh em, u cục cây rất da, u cục. Rồi em đo cái quanh nè, cái quanh ngay chỗ đây là 46 nha, cao 35, quanh 46, cao 35, quanh rất to nha, củ rất to, quanh 46, chiều cao 35, tàn ngang là 50 nha, từ bên đây qua bên đây là 50 nha. Rồi 1.800.000 em bao ship nhé, 1.800.000 em bao ship mẹ số 3, một cây lùng lực, một cây hải châu lá nhỏ sông cầu lùng lực, cốt lùng lực nha, củ to. Rồi 1.800.000 em bao ship mẹ số 3. Rồi qua mẹ số 4 là một cây hải châu sông cầu dòng lá búp sen nha mấy anh em, dòng lá búp sen, cây này là bộ đớ trải 24 giờ nha, cốt đớ cây đi là quá dữ dàng nha mấy anh em.
bộ đớ nó phanh vào bên đây luôn nghe. Thì rất to nha, một cốt to. Quay cái bộ đớ cho anh em xem. Rồi mình đo cái eo, cái quanh eo ngay chỗ đây nha, là 25. Quanh eo ngay chỗ đây là 25, cốt to nha mấy anh em. Chiều cao từ mẹt chậu lên tới đỉnh là, lên tới trên đỉnh là 70. Tầng bay từ siêu đây, nó bay tới trước đây là 60 nha, tầng bay 60. Dòng lá búp sen nha, cây đang cho quẹ vô hết nha mấy anh em. Dòng lá búp sen rất đẹp nha. Cây này cũng đã đi một nút dây nè, đi nút dây định hình rồi nha mấy anh em. Cây này giờ bị đi lại dây lại được rồi nha. Cái đây nó có một chút lụa thép rừng nha mấy anh em, lụa thép rừng không sao hết, liền hết, không có bị vấn đề gì nha mấy anh em. Hoành 25, chiều cao 70, tàng bay 60. Rồi 1 triệu nem trem ga bao ship, 1,5 triệu em bao ship nha. Những cây này là em không ship chậu nha, nhổ ra vẫn bao đảm bảo cho anh em nha, không ship chậu. Rồi qua mẹ xôn em là một cây ghép, một cây hải châu ghép. Cây này là cây la trung nha mấy anh em, cây la trung, cây không bỡ bọng gì hết luôn nha. Bộ đớ phanh nè anh em, có bộ đớ nữa u cục ra phanh xuống đây nha. Phần lách nha mấy anh em, phần lách lộn, phần lách nha. Tiếp dòng lá nhỏ rí nha mấy anh em, đang cho quẻ triệu canh luôn nha. Một cây lá trung ghép lá nhỏ rí, đang cho quẻ triệu canh luôn, cốt rất to nha. Rồi em đo cái eo ngay chỗ đây là 32 nha, quanh eo 32, chiều cao là 75 nha, tới từ mặt chậu là tao định đây là 75 nha. Quanh eo 32, chiều cao 75, tàng ngang từ bên đây đổ xuống đây là 80 nha, tàng ngang rất rộng. Quay tổng thể một lần nữa cho anh em xem. Phần lách nha mấy anh em, rồi 2 triệu em bao ship, 2 triệu bao ship mã số em nha, 2 triệu em bao ship mã số em. Rồi qua mã số 6, cây hải châu sông cầu mọc cốt nha, lách nhẹ nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh ở dưới đây là 11 nha, quanh 11, chiều cao là 70, quanh 11 chiều cao 70. Cái này anh em giờ vô dây đi được rồi nha, quanh 11 cao 70. Rồi 300k bao ship, 300 bao ship mã số 6, 300 bao ship. Rồi qua mã số 7, rồi cùng cây một cốt chén trọc lách nhẹ nha. Rồi em đo cái quanh ở dưới đây là 11, chiều cao là 90, quanh 11 chiều cao 90. Rồi 300 bao ship mã số 7, 300 bao ship. Rồi qua mã số 8, cũng một cây hải châu lá nhỏ sông cầu nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh tổng 3 thằng là 21, quanh tổng 3 thằng là 21, chiều cao là 1m lễ nem nha, từ mặt chậu lên tới đỉnh là 1m lễ nem. Cây này cũng đang cho quẻ nha mấy anh em,
đây đang cho quả, dòng lá rất đẹp nha. Hoành thân lớn nó là to bằng ngón tay cái, to hơn tay cái nha, thân nhỏ bằng ngón út nha. Rồi 350k bao ship, 350k bao ship mã số 8. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.